Ủa giờ tới đây rồi về tới Cà Mau luôn hả chị? Tới Cà Mau giờ xe nó không chạy mãi ghé Bến Tre dạ. Tối là ghé đây luôn rồi. Chạy lên Bến Tre em nó ngủ mà. Ủa gì ở Sài Gòn chị chạy về tới đây hồi nào vậy? Không, mình ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang về hồi nào vậy? Hồi lúc 2 giờ chiều hôm qua. Dạ. Còn gì này cũng ấy luôn hay. Trời trời. Tội dữ rồi. Mới ra là ghé đây hồi tối á. Mới lội tới đây nè. Mới lội cái tức thì luôn. Từ hồi chốt đó. Lội em nó ngủ tới đâu rồi ghé vẫn ngủ vậy đó. Rồi nó thức rồi đi tiếp. Trời ơi. Sữa này vui. Dài đường ta cho sữa đồ uống, không có đói em bánh trái đồ ăn. Dạ. Cái xe đạp dài đường ta cho nó rồi để đồ nó dắt đó. Ở đây chút hồi nắng rồi định chừng nào mới chạy đi tiếp tục đó chị ngủ. Dạ. Dạ không có sao không? Vậy cũng ở Kiên Giang hả? Còn Kiên chị này dạ. Tại hai chị này với dì này ở Kiên Giang, với một người ở Kiên Giang, một người ở Cà Mau nha cả nhà. Là đang đi xe đạp. Hai vợ chồng với một đứa con, với một em bé là ở Cà Mau, còn dì này ở Kiên Giang là đi lội bộ. Bây giờ hiện tại là đang về tới Cần Thơ. Dạ. Là xe ôm hay sao chị? Xe ôm tôi. Cô lộ vậy là xa lắm luôn. Ở qua gần đâu còn tới cái xe mình không. Không biết có xe Cần Thơ ở đâu. Dạ. Anh hỏi đi đường xe nó đi. Nó chở tôi đến xe Cần Thơ. Mà anh biết có xe Cần Thơ là có xe Cần Thơ thì kịch giá. Ông nói có. Ông lên đây mình còn có 100 ngàn. Ông giúp 40 ngàn bạc. Còn lại tới bán xe không có. Chạy nha, tôi chạy. Anh cháu ở chỗ bên xe ra cả nửa tiếng à. Hiện tại giờ xe khách nó chưa có chạy được, chưa có chạy liên tỉnh được. Giờ là chỉ có là mấy xe mà hàng quá rồi, nó thương tình thì cho mình thời gian thôi. Đó. Anh xe đổ trơn nó dễ. Đây chị này ở Cà Mau chạy xe đạp về, còn chị này ở Kiên Giang đi lội bộ về, chưa có về mới tới Cần Thơ đây à. Dạ xe khách bây giờ chưa có chạy được mà cô. Bạn ghé bên xe. Cô có xe rồi chứ giờ lâu chưa có xe. Nhà này hai chị nha. Chị này ở Tiền Giang hai chồng. Hai người này ở Tiền Giang. Ủa, còn tôi ở hai Tiền Giang. Hai chồng rồi đi xe đạp vậy hả? Dẫn chồng mà dẫn hai mập nhỏ. Dẫn hai phiền. Xe đạp bị xích chị sơn nữa kìa. Người nó hư nữa dẫn em để đồ dưới. Là về làm ở Tiền Giang á mà vướng dịch á, cái giờ là nó không rồi phải về Cà Mau à. Xe đạp hiện tại là bị xích đi sên không có chạy được rồi cả nhà ơi. Giờ là cũng phải dẫn bộ thôi, hai vợ chồng thay phiên nhau dẫn á. Cảnh người dân của mình giờ khó khăn quá, dịch bệnh thiên tai làm cho
Sáng giờ ăn gì chưa? Em bé nó nhiêu tuổi rồi chị? 9 tháng. 9 tháng. 9 tháng, 9 tháng rồi thấy cưng quá ha. Đau sữa. Ở ngoài Bắc đó, mà vào đây rồi kẹt luôn ở đây luôn. Dạ. Xanh ở đây luôn đâu có về được đâu, xanh ngay dạ. Dịch đó. Có bà gì ở đường á, chạy ngang đường thì gặp á. Rồi gì có cho quà của hai gia đình ha. Tặng chú mình không có. Còn có phát gạo gì không? Có 10 kg gạo. 10 kg gạo cho nó mắm cho vô ăn. Thì ở từ hồi 6 7 tháng này nè.